Rồi chào anh em, Long đang ở Chưa Chắc Beta Farm đây. Hôm nay một ngày giáp Tết, mình hết bán cá rồi, nghỉ Tết rồi thì mình sẽ đi làm một cái hoạt động mang tính xã hội một chút xíu. Mình sẽ đi góp phần đẩy lùi cái dịch bệnh gọi là sốt xuất huyết ở địa phương ha. Nói giỡn với anh em chút xíu thôi chứ thực là mình hôm nay mình sẽ đi vớt lăng quăng. Đây là cái cây đồ nghề của mình đây. Hôm nay mình sẽ đi vớt lăng quăng cho cá ăn ha. Và mình sẽ đi cập nhật tình hình Covid ở Bình Dương một chút xíu cho anh em xem luôn ha. Rồi bây giờ mời anh em cùng đi chơi với mình nha. Rồi thì hồi nãy mình mới đi mua bo bo xong, bây giờ chạy tới chỗ vớt lăng quăng. Thì gần ở chỗ vớt lăng quăng sẽ có cái đoạn mà người ta chặn đường lại, thì cái khu bên kia là cách ly. Long đang ở trên đường Lê Hồng Phong, thì cái khúc của Long thì không có bị gì hết, nhưng mà cách Long khoảng 5 cây cũng trên đường Lê Hồng Phong luôn là nó có một cái đoạn cách ly. Giờ mình sẽ chạy qua đó mình cập nhật tình hình thời sự cho anh em coi. Anh em thấy bên kia đường là người ta đã chặn đường lại rồi, thì người ta cách ly một đoạn của đường Lê Hồng Phong ha. Bình Dương thì mấy ngày nay chưa có thêm ca nhiễm nào mới hết. Hơi nhiều nước rồi, hơi trễ đi. Rồi, ok. Nhiều lắm anh em ơi. Cẩn thận nha. Đâu có xa đâu. Đây nè, mắt trời quá đất. Thấy cái này là còn ít nha anh em. Chỗ này thì nó được nhưng mà nó có cái bán dầu hay gì. Trời ơi coi nè. Cục luôn rồi. Ừ. Đang quay cảnh. Rồi bây giờ mình đổi camera nè. Đó. Con bầu đòi vớt lăng quăng thử nè. Đó. Đâu? Xỉnh. Đứng như đàng hoàng đó. Ở đây là cái cống nha anh em. Cái cống bự lắm. Cống dài luôn. Đâu? Ok, đổ qua đi. Mạnh tay lên. Rồi. Rồi, tiếp. Đó, quá trời, xíu về lọc rửa lại rồi. Cái tướng giấc con bầu. Đâu? Để mày ghê chứ. Thấy sình không chứ có lăng quăng gì đâu. Đó, lăng quăng nè. Rồi ok, đổi vô đi. Có một cục sình thiệt nhưng mà có lăng quăng nhiều. Hay lắm nè, dưới đây nè, đây nè. Dưới đây quá trời luôn nè. Đó, này thôi, đổ bọc đem về. Nhiều còn nhiều lắm nhưng mà rất không xuể. Đó, cái cặn cặn nè. Hên đổ được miếng cặn. Rồi về mình phải xử lý thiệt kỹ nha anh em, chút xíu nữa mình sẽ quay lại cái cảnh mình xử lý cho anh em xem. Mấy cái này xử lý kỹ tại đây là mình vớt ở chỗ nước thải mà, nó sẽ dơ dữ lắm. Rồi. Đổ một cái vợt. Đây. Còn nữa nè, hay như còn nữa không? Rồi, ok. Vừa lăng quăng vừa rác nè, rồi cứ quăng cái bịch đi. Vừa lăng quăng vừa rác nè, giờ mình sẽ rửa sơ trên đây. Nói chung là làm thiệt kỹ ha. Rồi, cho qua đây.
đó, thì mình lấy rác ra bớt nè. Trong lúc chờ đợi thì mình đổ cái thau, đổ cái bọc bo bo ra. Bo bo ngày hôm nay cũng tương đối, bọc này mình mua 15.000, không biết ở anh em thì sao. Đây 15.000 thì cũng nói chung mình thấy là cũng rẻ, với mình thì như đây là nhiều rồi. Rồi cái thau này hồi nãy thì thôi bỏ đi ha, để đó rửa. Rồi mình rửa thêm nước nữa đi, đổ thêm nước nữa. Mấy con lăng quăng này nó trâu lắm, không có chết được, cho nên là cứ rửa mạnh tay, rửa thiệt kỹ luôn. Đó, còn cái phần ở dưới đây là coi như là rác nè, nó đổ luôn cũng được. Giờ mình đổ cái này thì mình đổ ra ngoài đất á, đừng có đổ xuống nước nữa mà mấy con này nó sống tiếp. Rồi xong thì có một cái lưu ý, đó là khi mà anh em đi vớt lăng quăng giống như mình vậy đó, thì mình phải canh cái giờ mình vớt xong là mình về mình cho ăn liền, không để nó quá 15 phút. Tại vì chỉ cần 15 phút thôi là nó nở ra mũi rất nhiều, tại vì ở trong đây là đã có rất nhiều con lăng quăng già rồi, nó nở ra mũi nhanh lắm, cho nên là chỉ trong vòng 15 phút thôi. Rồi thêm nước nữa, bây giờ là mình sẽ xử lý rồi mình cho ăn liền luôn á. Ở đây Long có một cái chai xanh methylene, thì nói chung mấy con này nó trâu lắm, mình cứ nhỏ cái xanh này vô cho nó kiểu như là mình kỹ á mà. Có thì tốt, không có cũng không sao, mình nhỏ vô nó không có chết được. Nhỏ vô trong nước nè, hai giọt luôn cũng được đó. Còn cái xanh này thì nó không có hại gì cho cá hết, cái chai xanh này thì anh em cũng biết rồi, chắc anh em nào cũng biết hết rồi, nó không có hại gì cho cá hết. Đây mình vớt một vợt, mình thả bên đây cho nó tắm trong cái xanh này một cái, rồi mình mới vớt ra mình cho ăn đó. Nói chung là kỹ thì tốt thôi, không có sao hết, nó hơi mất công nhưng mà mình sẽ yên tâm hơn. Cá đỡ chết. Rồi giờ mình ngâm cho nó trong vòng khoảng 1-2 phút là được rồi. Mình làm thêm một cá nữa, làm thêm cá nữa đó. Đó rồi, thả nước vào đây. Mình anh em nhớ là phải cho ăn liền ha, không thôi là tụi nó nở mũi ra mũi nhanh lắm, nhanh cực kỳ nhanh luôn. Rồi nhỏ thêm mấy giọt xanh nữa nè, hai giọt luôn, đổ đây đó. Bây giờ mình sẽ đi cho ăn cái này, lấy cho ăn liền luôn. Đó ra đời luôn đó, cho hôm nay cho nó tụi nó ăn tiệc một lần ha. Đó, bên đây đây là bầy đỏ và bầy vàng. Thì đó, đã đời luôn, ngập mặt luôn. Đây là bầy lộn xộn, vừa đỏ vừa vàng vừa gì cũng có hết. Rồi anh em thấy bầy này có quen không ha? Cái bầy này là mình mới đăng video ngày hôm qua đây đó. Ok tiếp đó. Đúng rồi, đây là bầy, cái bầy này là chắc anh em cũng quen cái bầy này rồi nè, 1 tháng 12 đó. Nếu anh em có xem cái video ngày hôm qua của Long ha, hôm trước, thì coi như một cử ăn dặm thôi, đổi món cho tụi nó sung ha. Bầy rất nhỏ này Long chưa có quay, chưa có lên video trong đợt vừa rồi, cái bầy nó cũng đang lột. Bầy rất nhỏ này là cái bầy mà thay nước cho cá bột nè. Thay nước hả? Cho cá bột rau lớn hả? Rau lớn nè, thay nước. Thì ra là nó hả? Đây nè, nó đang lột nè anh em ha. Trời ơi.
núp đâu rồi. Nó đi xuống tại vì lăng quăng nó bơi á, tụi nó đi dí hết rồi. Rồi bây giờ tới cái phần này là của tụi cá form đã đời, hôm nay cho tụi nó ăn tiệc bữa ha. Đây mấy em Red Fancy mới form ngày hôm qua đây. Đó, đã luôn, tha hồ mà sung luôn ha. Mấy con này thì bao sung, tại vì cho ăn cái mồi này thì cá bao sung luôn, vô là nó bơi lung tung luôn. Mấy con này bơi nhanh hơn con Artemia nhiều lắm, cho nên là cá nó phải dí theo mới ăn được, không dí thì đừng hòng. Lô dưới đây là vàng trên lô nè, quá trời quá đất. Ôi ôi mấy con này đỏ hơi nhiều. Ok, hôm nay rảnh rỗi không có bán cá thì mình đi vớt lăng quăng và chia sẻ lại với anh em tình hình thời sự một chút xíu ha. Thì vớt lăng quăng về thì mình sẽ rửa thật là kỹ, có dùng thêm một ít thuốc luôn, ví dụ anh em không có xanh methylene thì mình dùng benzol hay cái gì cũng được để cho nó sạch sẽ, nó khử khuẩn của cái lăng quăng đi. Và khi mà mình vớt về thì mình sẽ cho ăn thật là nhanh, cho ăn liền, xử lý hết liền, không có để nó nở thành muỗi ha. Rồi thì trong cái tình hình mà dịch bệnh nó càng ngày càng phức tạp như thế này thì mình nghĩ là Tết thì anh em mình hạn chế đi chơi, ở nhà hay là coi kênh YouTube của Chưa Chắc Beta Farm. Sắp tới mình sẽ có thêm nhiều cái video cũng hấp dẫn lắm để phục vụ anh em, gọi là nghỉ Tết lành mạnh chống dịch ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha.